Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một cái video có tên là kháng cáo và hướng dẫn cách viết đơn. Thưa quý vị và các bạn, tình huống đặt ra là như thế này. Tình huống đặt ra là tôi có một cái đương sự. Ông bảo rằng là ông tranh chấp một cái hợp đồng vay tiền. Trong cái tranh chấp hợp đồng vay tiền này thì ông đã đưa ra cái chứng cứ. Trong đó là có những cái giấy vay tiền và những cái giấy rất là nhiều cái giấy vay tiền. Tuy nhiên rằng là tòa án chỉ chấp nhận một phần cái giấy vay tiền, còn những cái giấy tờ khác thì tòa án không chấp nhận. Và do không đồng ý đến cái phán quyết của tòa, cho nên ông đã ra và nhờ văn phòng của tôi hướng dẫn cách để mà làm đơn kháng cáo. Thưa quý vị và các bạn, kháng cáo dân sự là một hình thức mà cấp phúc thẩm sẽ xem xét lại những cái bản án ở cấp sơ thẩm khi có đơn yêu cầu của các bên đương sự. Các bên đương sự ở đây bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ví dụ như bây giờ như thế này, trong trường hợp nêu trên thì khách hàng tôi là nguyên đơn. Ông khởi kiện là 300 triệu. Tuy nhiên là tòa chỉ chấp nhận cho ông 100 triệu, cho nên ông kháng cáo yêu cầu là tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là của ông là với số tiền là buộc bị đơn phải trả số tiền là 300 triệu. Cũng với tình huống này thì bị đơn không đồng ý với cái số tiền 100 triệu của tòa thì bị đơn cũng có quyền kháng cáo để mà xin xem xét lại cái bản án của tòa cấp sơ thẩm. Ở Việt Nam mình thì có hai cái phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm. Tùy theo cái tính chất vụ việc thì cái phiên tòa sơ thẩm hay phúc thẩm thì nó có những cái hình thức khác nhau. Nếu có yếu tố nước ngoài thì hoặc là thẩm quyền gì đó thì tòa sơ thẩm là tòa án cấp tỉnh. Còn thông thường thì đại bộ phận thì thông thường thì tòa án cấp sơ thẩm là tòa án nhân dân cấp quận, huyện của thành phố, và tòa án cấp phúc thẩm là tòa án cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề là bây giờ thứ nhất là sau khi mà mình không đồng ý với nội dung của bản án thì mình sẽ kháng cáo. Vậy như vậy thì kháng cáo gồm việc như thế nào? Bây giờ như thế này, thứ nhất chúng ta phải đảm bảo được cái nội dung kháng cáo. Ví dụ như bây giờ tôi cho rằng là bây giờ tranh chấp hợp đồng vay tiền của ông khách hàng kia, thì thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo được cái quyền trong thời hạn kháng cáo. Ví dụ như bây giờ như thế này, kể từ ngày tòa tuyên án là ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì 15 ngày sau thì chúng ta được quyền trong thời hạn cho tới từ ngày tính từ ngày tòa tuyên án ngày 1 tháng 1 năm 2017. Vậy thì ngày 15 tháng 1 năm 2017 là mình trong cái thời hạn đó, nếu trong trường hợp mình xét thấy rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại thì mình kháng cáo. Trong một nội dung đơn kháng cáo thì thông thường một số tòa án vẫn có những cái phát ra những cái nội dung cơ bản, tức là cái mẫu biểu đó, thì trong đó có gồm là kháng cáo, đơn kháng cáo, nguyên đơn, bị đơn, hoặc là bản án, đã có bản án chưa, nếu mà bản án rồi thì bản án số mấy, ngày xử là như thế nào. Trong đó mình có hai nội dung chính. Tôi cho rằng có hai nội dung chính. Chúng ta phải trình bày cho được cái nội dung mà ta là nguyên đơn, chúng ta là bị đơn. Ví dụ như ông khách hàng tôi, ông bảo rằng là tôi là nguyên đơn trong một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Bị đơn là ông nào đó, ngày 1 tháng 1 năm 2017, tòa án nhân dân của quận huyện đã đưa vụ án ra xét xử. Do tôi cho rằng là tòa án đã chấp nhận một phần yêu cầu của tôi, nhưng cái việc này là không thỏa đáng, cho nên mình đưa ra những cái lý do để cho rằng cái
của tòa thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình và mình kháng cáo ở chùa. Có nhiều cách lắm quý vị và các bạn. Tức là nếu như trong trường hợp khách hàng đó thì họ đã được tòa chấp nhận một phần thì họ sẽ kháng cáo những cái phần còn lại. Tuy nhiên rằng nếu trong trường hợp này bị đơn cái người mà buộc phải có nghĩa vụ trả tiền, ông bảo rằng không, tôi không có mượn tiền của ông nguyên đơn, và họ kháng cáo, thì trong trường hợp này là kháng cáo để không khai tán toàn bộ nội dung bản án. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng ta có quyền kháng cáo một phần nội dung bản án hoặc kháng cáo toàn bộ nội dung bản án. Còn một cái vấn đề nữa, tôi nguyên đơn có rồi, bị đơn có rồi, có một cái người gọi là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thì người có quyền và nghĩa vụ liên quan, họ có cũng có được quyền kháng cáo. Họ cho rằng cái quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại. Họ cho rằng là trong trường hợp nếu không xem xét lại bản án thì họ bị thiệt hại. Chẳng hạn một cái đặt cái giả thiết rằng là bây giờ trong cái tranh chấp một hợp đồng vay tiền thì cho rằng là cái việc vay tiền này liên quan tới cái phần mà tài sản này, và tài sản này đó là tài sản của họ, người liên quan. Thì như vậy người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng có quyền kháng cáo để được xem xét lại cái quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Bây giờ rõ nhất là các bạn sẽ thấy là người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu đặc biệt là như thế nào? Ví dụ như bây giờ chị em ruột kiện nhau, nguyên đơn kiện bị đơn để thanh toán cái suất thừa kế, và một cái anh chị em khác thì họ có yêu cầu độc lập đối với cái số tài sản này, và tòa án thì bác yêu cầu, cho nên họ vì họ là khởi kiện với yêu cầu độc lập mà họ được xác định với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cho nên bây giờ họ kháng cáo để yêu cầu tòa chấp nhận cái phần kháng cáo của họ, buộc phía bên bị đơn phải thanh toán lại một suất thừa kế chẳng hạn. Thưa quý vị và các bạn, là luật sư thì tôi cho rằng là đến thời điểm này thì làm cái đơn kháng cáo cũng rất là nhiều, nhưng mà các bạn phải ghi được hai nội dung kháng cáo. Thứ nhất là các bạn phải đảm bảo thời hạn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Còn cái thứ hai nữa, các bạn phải trình bày đầy đủ được cái việc mình là nguyên đơn, mình là bị đơn, mình là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, và trình bày ít ra là tóm tắt cho hội đồng xét xử, cho cái cấp phúc thẩm rằng là nội dung vụ kiện là như thế nào, và từ đó để dẫn chiếu lên nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên như vậy ảnh hưởng đến cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Mình phải kháng cáo lên để cấp phúc thẩm xem xét lại quyền và lợi ích hợp pháp của mình, để từ đó có những cái phán quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy việc kháng cáo là quyền của các bên đương sự trong vụ kiện, bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Còn một cái vấn đề nữa tôi cũng quên, đó là thời hạn được tính như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ mình trở lại cái vấn đề là nếu các đương sự có mặt ở phiên tòa thì thời điểm kháng cáo tính từ ngày các bên đương sự có mặt tính cộng thêm 15 ngày. Còn nếu như trong trường hợp đương sự không có mặt ở phiên tòa thì cách tính sẽ là kể từ ngày niêm yết, kể từ ngày tống đạt nhận được cái bản án. Vì khi mà mình nhận cái bản án, mình mới biết được cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị thiệt hại. Tôi cũng có một cái vụ kiện nó cũng lâu lắm rồi, nhưng nó sẽ là như thế này quý vị và các bạn. Tôi còn nhớ là vụ kiện được tuyên vào ngày mùng 10, ví dụ như mùng 10 tháng 1
năm 2017. Thì khoảng 3 tháng sau thì tôi cũng thấy rất là lạ. Thì thật sự là cái việc mà tống đạt nó bị vướng mắc, nó bị trục trặc gì đó, và tòa đã tống đạt đến cái thời điểm đó. Và đến cái thời điểm đó thì bị đơn mới biết được cái quyền và lệnh hợp pháp của mình bị thiệt hại. Thật ra thì tôi cho rằng đó là những cái thời điểm ngày xưa thôi, chứ bây giờ thì nếu như trong trường hợp mà tố tụng mới cũng rất là chặt chẽ về quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự trong vụ án. Thế nha quý vị và các bạn, mong muốn của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là quý vị và các bạn phải khi đi một cái vụ kiện ở tòa với tư cách là nguyên đơn, với tư cách là bị đơn, với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì quý vị và các bạn phải thật biết được quyền lợi của mình ở đâu để mà xác lập, để mà bảo vệ đến mức tối đa, hạn chế đến mức thấp nhất. Vì mình không am hiểu pháp luật, mình quên cái quyền kháng cáo, mình bỏ mất cái quyền mà pháp luật cho mình. Thưa quý vị và các bạn, vì sao tôi làm video này? Vì trong cái quá trình hành nghề, có rất là nhiều lần tôi đã giúp các bên đương sự kháng cáo quá hạn. Vì họ không biết cái quyền của họ, và vì không biết cái quyền cho nên họ không kháng cáo, để tránh để đến một cái trường hợp là họ kháng cáo quá hạn. Và các bạn biết rồi, khi kháng cáo quá hạn thì các phúc thẩm sẽ xem xét lại và cho rằng có thật chính đáng hay không. Nếu không thật chính đáng thì bác cái đơn kháng cáo quá hạn. Như vậy thì mình sẽ hạn chế đi rất nhiều cái quyền mà pháp luật cho mình. Đó là một trong những cái quyền gọi là quyền kháng cáo bản án. Thưa quý vị và các bạn, video có những cái mặt hạn chế, kính mong quý vị và các bạn thấy video và cần hỏi về những cái vấn đề gì thì xin cứ mạnh dạn, văn phòng chúng tôi sẽ tập hợp lại và sẽ trả lời cho quý vị và các bạn thành một cái dạng bài. Nó dạng như là kháng cáo, dạng như là thế nào là bản án, thế nào là án phí, định giá, để mong muốn của văn phòng luật sư là nâng lên cái trình độ kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam. Tôi xin trân trọng cảm ơn.